you're prepared to break the silence. Tuyển Việt Nam thua tan nát Hàn Quốc, sút tung lưới Việt Nam, Son Heung-min nói gì? Trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, tuyển Việt Nam đã để thua cách biệt trước Hàn Quốc trên sân của đối thủ. Tối ngày 17 tháng 12, tuyển Việt Nam có trận làm khách trước Hàn Quốc. Trận thi đấu giao hữu cuối cùng trong loạt trận giao hữu FIFA đầy tháng 10 của thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucer. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hàn Quốc dồn lên ép sân đối thủ. Pha phá bóng không an toàn của Việt, Anh giúp Bắc Yeong-gu có cơ hội sút xa, nhưng cầu thủ Hàn Quốc đưa bóng đi vọt xa trong gang tấc. Tới phút thi đấu thứ 6, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. Lee Kang-in, PSG thực hiện cú đá phạt góc để trung vệ Kim Min-jae, Bayern Munich dễ dàng bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm. Ít phút sau, Hồng Dũng cắt bóng ở giữa sân và tuyển Việt Nam có pha phản công. Đáng tiếc, chỉ có Tuấn Hải ở trên để đón quả tạt từ xa của tiền Anh và không thể tạo ra tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành đối thủ. Ở tình huống diễn ra sau đó, sai lầm trong phát bóng của Văn Lâm mở ra cơ hội đối mặt cho Son Heung-min. Rất may sau đó, thủ thành thuộc biên chế Bình Định FC đã sửa sai bằng việc đánh bại đội trưởng Hàn Quốc trong pha đối mặt. Tới phút thứ 23, tuyển Việt Nam mới sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ đầu trận. Pha tranh chấp trên không của Hoàng Đức đã mang đến cơ hội cho đồng đội cùng câu lạc bộ Viettel. Trương Tiến Anh đỡ bước một hoàn hảo loại bỏ một hậu vệ đội bạn rồi cớ lòng trong chân trái nhằm về góc cao, nhưng bóng bay ra ngoài một cách đáng tiếc. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 24, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà Hàn Quốc ở phút thứ 27. Hoàng Hy chan thoát xuống vòng cấm đón cú chọc khe đẳng cấp của Lee Jae sung trước khi sút chìm hạ gục Đặng Văn Lâm. Tới phút thứ 30, tuyển Việt Nam có cơ hội tốt thứ hai trong trận đấu khi tiền vệ trẻ Đình Bắc thực hiện cú sút vọt xa trong tư thế chống chải ở rìa vùng cấm địa. Lần lượt ở phút thứ 33 và 34, Châu Kiêu Sung và Lee Kang In bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Hàn Quốc. Cuối hiệp 1, Hàn Quốc bắt đầu chơi chậm lại nhưng vẫn hoàn toàn áp đảo vì cách biệt chuyên môn quá lớn giữa đôi bên. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Chaucer đã đưa tiền vệ Thái Sơn Thanh Hóa vào sân. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút thứ 49, tỷ số được nâng lên 3-0 cho tuyển Hàn Quốc ở phút thứ 51. Đội trưởng Son Heung-min ghi dấu giày vào bàn thứ 3 của đội nhà. Tiền đạo Tottenham đập nhà với đồng đội trước khi căng ngang vào khiến Minh Trọng lúng túng phản lưới nhà. Tới phút thứ 60, tỷ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà. Son Heung-min bật tường với Hoang Hee-chan trong khu vực 16m50 trước khi dứt điểm hiểm về góc lưới, làm bó tay Văn Lâm. Sau khi Việt Anh nhận thẻ đỏ ở phút thứ 61, Hàn Quốc có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 ở phút thứ 70 do công của Lee Kang-in. Cuối trận, tuyển Hàn Quốc ấn định tỷ số 6-0 ở phút thứ 86, cú sút trong vòng cấm của Son Heung-min đổi hướng và Văn Lâm chỉ kịp với tay đẩy bóng ra, không đủ để ngăn Ji-ong-gu Yong đá Bùi Cận Thành. Tiền vệ đội trưởng Son Heung-min đã có chia sẻ ngắn gọn sau chiến thắng 6-0 trước Việt Nam. Hàn Quốc có được chiến thắng đậm 6-0 trước đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu FIFA đầy tháng 10. Ở trận đấu này, Son Heung-min ra sân ngay từ đầu và trực tiếp đóng góp một bàn thắng. Sau trận đấu, tiền đạo đội trưởng Son Heung-min đã có một số chia sẻ ngắn gọn. Trước trận, tôi không có được thể trạng tốt nhất nên chưa thể biết có thể thi đấu hay không. Tuy nhiên sau đó, tôi thấy ổn nên đã nói chuyện với huấn luyện viên Klinsmann để tôi thi đấu. Tôi thực sự muốn thi đấu cho tuyển Hàn Quốc sau một khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặt hái được sự tự tin nhất định sau 3 trận thắng vừa qua và chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup. Thời tiết hôm nay lạnh hơn tôi tưởng tượng nhưng tôi rất biết ơn người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ đội, Son Heung-min nói thêm. Trong hiệp 1, tiền đạo chơi bóng ở ngoại hạng Anh bỏ lỡ không dưới 3 tình huống nguy hiểm đến khung thành của Văn Lâm. Sang đến hiệp 2, Son Heung-min đã ghi được bàn thắng ở phút 60 sau pha phối hợp với Hoang Hee-chan. Tuyển Việt Nam khép lại dịp FIFA đầy tháng 10 năm 2023 với thành tích toàn thua và không ghi được bàn thắng. Sau trận đấu với Hàn Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Chaucer sẽ trở về Việt Nam. Các tuyển thủ cũng bắt đầu bước vào mùa giải quốc nội 2023 đến 2024 sẽ thi đấu từ ngày 20 tháng 10. Những trận thua này cũng sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chaucer có thêm bài học quan trọng ở ASEAN Cup và vòng loại World Cup sắp tới. Trong loạt trận giao hữu vừa qua, tuyển Hàn Quốc ghi được 10 bàn thắng khi vùi dập Tunisia và Việt Nam. Kể từ sau World Cup 2022, Hàn Quốc trải qua 5 trận liền không thắng, gồm 3 trận chỉ ghi tổng cộng 1 bàn. Và chuỗi kết quả đáng quên đó đã khiến huấn luyện viên Klinsmann bị chỉ trích. Nhưng rồi ông đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng 10 bàn thắng trong 2 trận gần nhất.